hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng theo hình thức online. Thí sinh có hai cách để điều chỉnh nguyện vọng. Cách thứ nhất đó là điều chỉnh online, hôm nay tôi hướng dẫn. Cách thứ hai là điều chỉnh bằng phiếu. Điều chỉnh trực tuyến được diễn ra online, được diễn ra bắt đầu từ ngày 0 giờ ngày 9 tháng 9 đến 17 giờ ngày 16 tháng 9. Điều chỉnh trực tuyến được điều chỉnh những gì? Phương thức điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến chỉ áp dụng cho thí sinh không tăng thêm số nguyện vọng đăng ký dự xét tuyển và không điều chỉnh ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng. Nếu thí sinh có điều chỉnh ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng phải đến điểm tiếp nhận hồ sơ để điều chỉnh thông qua phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Thí sinh được xóa bớt nguyện vọng, được thay đổi thứ tự nguyện vọng, được thêm nguyện vọng mới nhưng không tăng số lượng so ban đầu, được điều chỉnh trường, ngành, tổ hợp xét tuyển. Cách điều chỉnh nguyện vọng online. Bước đầu tiên, học sinh vào hệ thống, đăng nhập vào hệ thống http://thí sinh.thi.tốt nghiệp trunghocphothongviet.edu.vn với tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp. Cụ thể, tài khoản chính là thẻ căn cước, số thẻ căn cước và mật khẩu thì các em đã chuyển đổi. Bước thứ hai là vào chức năng thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Từ menu bên trái ở thanh công cụ. Sau khi chọn chức năng màn hình thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh hiện thị. Bước thứ 3 là các em in danh sách nguyện vọng trước khi thay đổi. Thì để in được chức năng này thì các em phải ấn vào nút in danh sách ở trên màn hình. Bước thứ 4 là thay đổi nguyện vọng. Lưu ý, thí sinh có thể thực hiện một trong các thao tác. Thứ nhất, đó là sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng hoặc xóa, sửa, thêm mới nguyện vọng. Hướng dẫn cách đầu tiên đó là thay đổi thứ tự nguyện vọng. Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhập thứ tự nguyện vọng vào ô thứ tự nguyện vọng. Ví dụ, thí sinh muốn thay đổi thứ tự nguyện vọng 3 thành nguyện vọng 1, nguyện vọng 1 thành nguyện vọng 3 thì các để thay đổi thứ tự nguyện vọng thì các em vào để thay đổi 1 thì sửa thành 3, 3 sửa thành 1. Sau đó ấn nút xếp thứ tự nguyện vọng để sắp xếp thứ tự nguyện vọng, tăng dần từ nguyện vọng đến nguyện vọng cuối cùng. Tôi nói lại về cách thay đổi nguyện vọng thì các em có thể chuyển thứ tự nguyện vọng. Ví dụ ở lần đầu các em đăng ký nguyện vọng 1 nhưng bây giờ các em chuyển thành nguyện vọng 3 thì các em ghi sửa số 1 ở trên đăng giấy đăng phần mềm đấy là thành số 3 và số 3 thành số 1 thì các em lại ấn số 3, xóa số 3 đi và thêm số 1 vào. Sau đó ấn nút xếp, sắp xếp thứ tự nguyện vọng thì phần mềm sẽ thay đổi thứ tự nguyện vọng theo vị trí các em vừa thay đổi. Hướng dẫn phần thứ hai đó là xóa bớt nguyện vọng. Để xóa bớt nguyện vọng, thí sinh nhấn chuột vào biểu tượng thùng rác màu đỏ
của nguyện vọng đó. Tôi nói lại, để xóa bớt nguyện vọng thì thí sinh nhấn chuột vào biểu tượng thùng rác có màu đỏ của nguyện vọng đó để xóa bớt nguyện vọng. Sau khi ấn vào cái thùng rác thì trên màn hình hiển thị bảng nhỏ xác nhận xóa. Thí sinh ấn nút OK để xác nhận nguyện vọng này đã xóa khỏi danh sách nguyện vọng đăng ký dự thi. Thứ ba, đó là hướng dẫn học sinh thêm nguyện vọng nhưng không được tăng so với số lượng ban đầu. Ví dụ, đó là số lượng ban đầu là 3 thì các em phải xóa đi một nguyện vọng và thêm một nguyện vọng mới để làm sao đó như lúc ban đầu, đó là 3 nguyện vọng. Các em vào ấn vào nút thêm nguyện vọng chỉ hiển thị khi tổng số nguyện vọng hiện có nhỏ hơn tổng số nguyện vọng thí sinh đăng ký ban đầu hồ sơ. Vậy để làm được thêm nguyện vọng thì các em phải xóa bớt nguyện vọng đi thì chức năng thêm nguyện vọng mới thực hiện được. Làm sao đó để số nguyện vọng thêm vào thì bằng số nguyện vọng các em đăng ký ban đầu. Thí sinh thêm nguyện vọng thì thứ tự nguyện vọng, các em ấn thứ tự nguyện vọng, sau đó thêm trường, thêm ngành, tổ hợp và ấn nút chọn. Nội dung thứ ba là sửa nguyện vọng. Để sửa một nguyện vọng trong danh sách nguyện vọng, thí sinh nhấn vào biểu tượng hình bút chì của nguyện vọng. Sửa nguyện vọng thì các em ấn vào hình bút chì của nguyện vọng bên cạnh xóa thùng rác thì có hình bút chì, thì chức năng này có tác dụng là để sửa nguyện vọng. Trên màn hình sửa nguyện vọng, thí sinh chọn trường, chọn ngành, tổ hợp nếu muốn thay đổi, sau đó ấn nút chọn. Bước 5 là lưu thông tin. Sau khi điều chỉnh thông tin nguyện vọng, thí sinh ấn vào nút lưu thông tin. Chú ý là sau khi các em làm hết các thủ tục thay đổi, xóa thêm nguyện vọng thì bước cuối cùng là các em phải lưu lại thông tin. Và cách làm đó là ấn vào nút có chữ lưu thông tin. Bước thứ 6 là sau khi lưu thông tin xong thì các em phải xác nhận đăng ký. Đây là bước hết sức quan trọng, các em chú ý. Sau khi điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh sử dụng số điện thoại đã điền trong phiếu đăng ký dự thi và gửi tin nhắn theo cú pháp TSO số báo danh gửi 6058. Sau khi soạn tin theo đúng cú pháp, hệ thống trả về một tin nhắn có nội dung đó là mã xác nhận. Bước tiếp theo, mã xác nhận, thí sinh nhập mã xác nhận vào trong ô và nhấn nút xác nhận đăng ký. Xác nhận đăng ký, thì cái này là ở trên máy tính. Sau đó ấn nút OK trên màn hình để xác nhận điều chỉnh nguyện vọng. Và tiếp tục lại ấn OK. Sau khi làm xong thì hệ thống quay về màn hình thông tin nguyện vọng thí sinh. Bước cuối cùng, kiểm tra thông tin điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và kết thúc. Sau khi thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển thành công, thoát khỏi chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Sau đó thí sinh đăng nhập lại và vào chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và tra thông tin nguyện vọng. Thí sinh thực hiện in danh sách nguyện vọng sau khi điều chỉnh và lưu lại. Lưu ý là để việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển thành công, thí sinh phải thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đầy đủ các bước, không bỏ qua hoặc dừng lại
khi chưa thực hiện xong bước cuối cùng, gồm 7 bước và các em phải làm lần lượt chính xác, cẩn thận